Ok, hello, xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với mình. Mình là Chun Pichuzer đây. Ngày nay chúng ta quay lại với game Loạn 12 Sứ Quân. Một con game liên quan về lịch sử. Lưu Đại Vương, việc ở Tây Phù liệt tôi. Sắp xếp xong hết rồi. Quân sư tiên thủ. Hiệp đã về tiên du. Khi nào ta sẽ đánh? Nó siêu loạn. Theo thuộc hạ tính thì đêm mai có gió lớn, nội gián của ta sẽ đốt doanh trại địch. Khi đó lửa lan rất nhanh, thấy lửa địch anh sẽ náo loạn. Lúc đó ta xuất binh đánh vào siêu loạn. Được, đêm mai ta sẽ lấy siêu loạn. Mọi người hãy về chuẩn bị. Tuân lệnh đại vương. Rồi, rồi. Lính siêu lại à? 325 máu. Vâng, cấp 45 thằng cơ. Cái thằng này cấp 45 này khó đánh, khó đánh. Thôi khó đánh này quý vị ơi. Tại cấp 45 rồi. Cấp 45. À, mẹ cha. Mất dạy. Ta xem nó xem gì. Úi dồi ôi. Thêm luôn rồi. Tiếp theo là mình được thêm lừa rồi mọi người. Chọn 4 cái. Chọn 4 cái nữa. Cứ nối 4 cái vào nhau là sẽ được thêm lượt. Quý vị biết à. Này này chơi chơi. Lâu lắm rồi, phải nói là lâu lắm rồi không chơi cái game này quý vị ạ. Ôi cái gì đây, cái gì đây, ơi. Toss. Mẹ cha con. Thằng bố, thằng điên, bố thằng điên. Tuyệt chiêu, chuối xét. What the hell, sao lại là bánh chưng? Rồi sao lại là bánh chưng chứ? Gọi đến rồi. Yes, gọi đến rồi. Mày. Rồi. Ôi sao thua. Thua rồi, như vậy mình đã thua trận này. Game là đi, game, cái con game. Tại mình tức con game của tức cái con game. Con game về lịch sử này. Game tí đó là giống cái game kim cương nhưng mà chơi rất là ức chế nha thầy. Mình nghĩ là game, cái game này là game mình ức chế. Đó, nó dễ, nó, cái game này nó dễ lắm hóa ra. Nó khó vãi cả lìn. Giống game kim cương mà, thầy quý vị biết đây, game trí tuệ. Một game online trí tuệ. Thêm lượt lại được, thêm lượt lại, ngon. What the hell? Xem này. Chẳng có cái gì. Ô vàng. Vàng à, ok. Hai lượt à? Hai lượt.
thêm lượt đi. Rồi, cơ hội để mình dùng sấm sét. Thắng đi, thắng, 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 thắng. Thắng chưa? Yeah, thắng rồi. Mình thắng rồi mọi người ơi. Chưa vào. Báo báo, nguyên thủ Hồ Tiệp đã trở mặt. Hắn đã phá cổng Bắc. Con cáo già, giết hết bọn chúng cho ta. Báo cổng Nam quân Hân Đình Bộ Lĩnh đã đánh vào. Ui rồi, mau mau. Ở lại là lại đâu bên Linh Siêu lại thế mà. Trời ơi, thật mệt. Trời ơi, mệt cái tôi game, mệt cái game này mất thôi. Rồi. Rồi. Nó cho nó kiếm cái kiếm rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Mày ngon. Rồi mẹ mẹ rồi sấm sét chứ đùa đoàn 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 và như vậy là mình đã chiến thắng hai lần. Nói muốn sống thì cho ta biết Lý Khuê đang ở đâu. Lý Sứ ta, Lý Sớ quân đã chạy về hướng Dương Xã, xin tướng quân tham ạ. Vậy là mình, như vậy là mình đã chiến thắng Lý Siêu lại hai lần. Nhốt tên này chờ, hãy lại chờ ta ha, về xử lý những người còn lại. Mau đuổi theo Lý Khuê. Wow, ô lên lên một phát lên đây là 1, 2, 3 luôn. Dương Xá ra sang Dương Xá nào. Đây, chạy đâu cho thoát. Ok, đã đến lúc đi bắt tên Lý Khuê rồi. Whoa, what the hell? Đù, lại nó lại được thêm lượt rồi. Oh, no, 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 no. Wow. Nếu là chơi trên điện thoại cục gạch thì thôi mua. Bắt gửi tin nhắn. Nếu mà chơi trên điện thoại cục gạch thì thôi, nó bắt mua thật. Gửi tin nhắn để mua đồ thật. Cũng mày là chơi giả, mình chơi giả lập. May cho quý vị là mình chơi giả lập đấy.
No, no, no. Điền điền thế mà. Lâu lắm mới chơi cái game này, mới quay lại với cái loại game loại 12 giới quân. Thế quý vị biết đấy, con game lịch sử mà. Ôi, 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 thôi, 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 xong rồi. Chết rồi. Xong rồi. Ngon. Ngon rồi. Quả này lại được thêm lượt. What the hell? No, 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 đừng, 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 đừng. Để chờ cơ hội mình chấp lấy để đến nội dung sắp xếp rồi. Có gì đây? No, nào đây 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 đây. Ôi giời. Chết thôi trời sao thôi. Hay tôi thua lại thua tiếp. Hay là tao thôi. Yeah, boy. Xem nó chọn ra cái gì. Ủa nó cậu chấp lấy thời cơ đây. Ôi, nó chọn vào bánh chưng à. Nó chọn vào bánh chưng này. Rồi. À. Nó chọn vào vẹn cái bánh chưng. Ok. Ôi, rồi. Ôi, rồi. Thôi xong lại thua rồi. Mình có lên lo lắng không? Rồi. Rồi. Giải ai lại văng game mày, văng game. No, 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 no. No, có phải game này. Mời game này.
Mẹ tôi sẽ đem vào phòng game. Tốn thời gian cho phần cốt truyện. Tốn thời gian cho phần cốt truyện. Nhất định phải đánh vậy. Đấy, Lý Khuê. À. Nhất xâm ra xem cái túi này mình có gì à? Hiện nay mình có 17 hay có nhân sâm, 17 nhân sâm. Thôi xong rồi. Đấy. Nó chọn vào thanh kiếm thật. Lượt mình rồi. Thôi xong rồi. Quên không uống nhân sâm từ lúc nãy đi. Không không uống nhân sâm. Quên mất là không uống nhân sâm từ lúc thế là cứ bây giờ mình cứ nghĩ là nó sẽ chọn vào cái thanh kiếm nhưng mà không. Ui rồi rồi à. No. Là cái bình thuốc thần này.
Chuối sen là còn chuối sen là mình chưa dùng. Ủa, rồi. Nhân sâm lại buồn, tiếp tục uống nhân sâm. Thôi xong rồi. Đừng 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 đừng. Thôi xong. Con chọn mẹ vào. Okay. Uống tiếp à? Sấm có dòng à.
Hai lượt. Chà chà chà. Cũng may là mình đã uống nhân sâm không à? Thì chê, lại thua. À, ào. Rồi. Ôi. Mất nửa máu rồi. Thôi xong rồi. Cay thế nhá. À con là không 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 nếu uống đã là uống nhân sâm, nếu như mà uống nhân sâm thì chỉ chúng ta chỉ có thể uống một lần, đã uống nhân sâm một lần thôi. Và mấy nhà có bạn quên không đây, nhà có bạn quên không đây mấy ơi, nhà có bạn quên không? May hơn không may là chọn vào nó chọn vào bình chưng không à. Thôi xong rồi. Lại thua. Thua hoài à. Rồi. Nhân sâm, uống nhân sâm. Lại uống nhân sâm tiếp.
What the hell? Đi đây. Nghe con đầu ngơ mình đấu rồi. Có lợi cho lấy thời cơ đây rồi. Coi để mình dùng sấm sét đây. Tiếp chiều sấm sét. Vô tất cả đây
mua.
À, cay thế nha. Ồ khoan nào.
À. Hey man, nó game Zach Wagelin. Nó tụi mới game Zach Wagelin ra. Sunset. Pew, 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 pew. No. Bên kia không có này.
Mọi người ơi, nó tiếp tục dùng sấm sét, đùng 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 đùng, sập băng rồi. Wow, thắng rồi. Yeah, thắng rồi. Yes, thắng rồi. Chém. Đem đầu Lý Khuê về. Một phát lên em 25 luôn mọi người ơi. Không, không cảm ơn. Thôi bây giờ thôi nghỉ nhé mọi người. Chào mọi người, hẹn lại những người sau. Nếu như bạn nào thích cái video của mình ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe nha.